nuôi bồ công, nuôi mặt khỉ. Cái này gửi luôn cái chậu, nó nằm trong cái chậu này lâu lắm rồi, ôm cứ ngắt. Hoành 24 rồi. Chiều cao nó được 39. Và ngang là khoảng 50 á. Thì nuôi khỉ nuôi chắc rồi. Cái này nó liền sẹo hết rồi. Có mấy cái sẹo này sẹo mới, mấy cục nu này chứ. Mình đục vét lại. Có cái ngọn chưa xong nha. Cái này cái ngọn chưa xong. Ngọn sắp xong rồi chứ chưa xong. Mấy cái sẹo chỉ ngọn này là liền hết rồi. Sẹo này cái cục nu mình đục vét lại nó bị phù rồi cho đó. Cảm giác ngay chỗ này cái cành nó vẫn bị phù nè, cây này bởi nó nu tùm lum trước chỗ này nó bị phù ra, bởi nó nu dưới đây ngon hơn chắc. Nu nu mà khỉ hột nghiến nu bồ công nha bạn, bán số cây nhà.